Duy Nguyễn xin chào quý vị các bạn nha. Thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ review cái đàn thùng. Cái này có giá là 900k. Đây. Cái màu rất đẹp ha. Màu rất đẹp, full màu nâu ha, màu nâu đen full ha. Màu nâu đen rất đẹp. Đây. 900k nha. Thì không biết 900k này cái đàn nó âm sắc như thế nào thì đại Duy sẽ test mọi người nghe. Thì tiếng khá lớn hay ha. Rồi Duy sẽ đàn một khúc cho cả nhà mình nghe thử nha. Do cái không gian của Duy nó cũng loãng nên là xe chạy tới lui nó hơi ồn thì mọi người thông cảm chịu khó nghe nha. Rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Duy nha. Và nhớ này, mọi người muốn đặt liên hệ qua địa chỉ này nha. Đây, địa chỉ của Duy nha. Số điện thoại nè. Xong màu quá. Đây. 0987994759 nha. Cái địa chỉ này là địa chỉ cũ, địa chỉ mới như là chợ Phú Hiệp, Tâm Nông, Đồng Tháp nha mọi người. Rồi mọi người cứ liên hệ đây là Duy sẽ gửi tới nhà ha. Rồi Duy có bán cũng đầy đủ các phơ để anh em mình chơi cổ nhạc nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.